Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương, nhớ ai dãy nắng dầm sương, nhớ ai tát nước bên đường hôm nào. Em tát chứ ai. Đang tát anh đi ngang nhìn thấy đó, lâu rồi không nhớ không? Có không? Có. À nhớ rồi. Mặc áo hồng giống vậy nè. Đúng rồi, bữa đó em tát. Em anh tát. Đi ngang anh thấy mà. Mà tại vì lâu quá cái hơi ngang vậy luôn. Kỳ ghê, phũ phàng quá. Em biết sao mà hôm nay anh Vũ đọc bài thơ này không? Ai biết nguyên bụng thơ muốn đọc bài nào đọc sao tôi biết được. Tại vì anh muốn giới thiệu những món ăn chay. Ăn chay hả? Ăn chay thì phải có đậu hũ, có dưa leo, có nấm, có rau, có mỗi tô cà pháo với mấy câu thơ mà lại là món chay. Thì món chay từ cà pháo nè. Được không vậy? Được sao không được. Chưa ăn bao giờ. Hôm nay em sẽ được thưởng thức một món gọi là, cái tên thôi đã hấp dẫn rồi, cà pháo chiên chao. Cà pháo chiên chao. Cà pháo chiên chao, trời cũng ngon. Nhưng sao em ăn những cái món như là đậu hũ nè, rồi mấy cái nấm nè, rồi mà mít non luộc nấu nước dừa rồi, nó bình thường, nó quen rồi nó không có gì đặc biệt mới hết trơn. Nhưng món này là món mới, ăn rất là bắt cơm đó em ơi. Vậy hả? Món chay bắt cơm xong ăn cho mọc luôn rồi chết đó. Có đâu, em biết ăn chay bây giờ nhiều người ăn chay lắm nha em. Dạ. Ăn chay để làm gì em biết rồi đó, là để bảo vệ sức khỏe nè, chống bệnh tim mạch nè, không? Dạ. Ăn chay để mà người ta nói là ăn để tĩnh tâm rồi nữa. Với lại người ta muốn có một sức khỏe tốt quá thì phải ăn sao? Giữ khí gìn tinh lại dưỡng thần, ít lo ít nghĩ ít lao thân, cơm nên vừa đủ đừng nhiều vị, rượu chỉ vài phấn chớ quá tình. Ôi hay quá trời, không biết đâu có ngon mà đọc thơ hay quá trời. Cái món cà pháo này nè, đơn giản làm rất đơn giản thôi mà ai cũng có thể làm được. Cà pháo á thì thường ăn với lại mắm tôm. Đúng rồi. Đúng không? Là thành món mặn rồi, là mặn rồi, mặn rồi. Nhưng cà pháo thì ăn chung với chao, nó là món chay à. Rồi, bây giờ để làm cái món cà pháo chiên chao. Nghe cái tên rất là hấp dẫn, nhưng mà dĩ nhiên sẽ có cà pháo, có chao là hai cái thành phần có trong cái tên gọi rồi. Đúng còn rồi. Còn gì nữa anh? Ngoài ra còn có miếng tương nè nha. Rồi hành tím nè ha, đường nè, tiêu nè, ớt nè, và quan trọng nhất rồi là phải có dầu ăn nữa nha. Rồi bây giờ làm nha. Bắt đầu từ cái gì đây? Giờ anh và em sẽ cùng sắc đôi cái cà pháo này ra nha. Rồi. Ủa sao mình phải sắc làm đôi vậy anh? Để cho quá trình làm nó dễ thấm chao vô cái cà pháo này cho nó ngon. Dạ. Có nhiều người đó rất là thích ăn cà pháo, nhưng mà người ta không biết là cà pháo cũng có thể là ăn chay được. Thường người ta ăn cà pháo mắm tôm không à? Đúng rồi. Thì nó dễ là bắt cơm, đúng không? Dạ. Nhưng mà thật ra khi mà làm ăn chay cà pháo mà chiên với chao thì nó có một cái hương vị khác. Dạ. Chúng ta sẽ ăn rất là ngon và chúng ta sẽ cũng được thưởng thức món cà pháo mà mình yêu thích. Dạ. Rồi, sắp xong bước 1. Và đây là trái cuối cùng. Không, em xong trước. Em thắng anh Vũ. Rồi anh thua em. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cho chao vào. Em biết chao cũng có nhiều loại chao lắm nha. Dạ. Có nhiều loại chao rất là mặn và có nhiều loại chao làm vừa ăn. Cho nên chúng ta phải nếm thử coi chao đó là mặn hay là vừa. Nếu mà mặn quá chúng ta bỏ ít chao lại. Còn nếu như mà chao nó vừa ăn rồi chúng ta bỏ nhiều một chút xíu chao. Dạ. Đây, như thế này thì chao này đã thử rồi thì tôi cũng vừa ăn thôi. Dạ. Cho nên chúng ta bỏ chừng 2 chao vào thôi. Dạ, 2 miếng chao. Đây, 2 miếng chao thế này ha. Dạ. Rồi chúng ta cho 2 muỗng nước vào. Rồi. 2 muỗng nước, 2 viên chao đúng không? Đúng rồi. À. Nhưng mà tùy loại chao nha. Nếu mà chao mà lạc á thì chúng ta nên bỏ 3 cục. Bỏ 3 muỗng nước chẳng hạn vậy. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ trộn đều lên. Dạ. Và bây giờ anh cũng cho ít đường vào luôn nha. Dạ. Chúng ta cho 2 muỗng cà phê đường vào. Chúng ta rắc lên một ít tiêu. Cho thêm một chút ớt vào. Nếu mà chúng ta ăn cay nhiều á thì bỏ nhiều ớt, và chúng ta ăn cay ít thì bỏ ít ớt vào thôi. Rồi em cắt xong rồi. Rồi em cho hành vào đây giùm anh. Dạ. Hành này là em cắt nhỏ nha. Ừ. Em trộn phụ anh Vũ nha. Ừ. Thơm quá anh Vũ ơi. Và sau khi chúng ta ướp tất cả các gia vị vào với nhau rồi thì chúng ta sẽ chờ khoảng 30 phút để cho các hỗn hợp này nó thẩm thấu lại với nhau ha. Dạ.
Bây giờ thì 30 phút đã trôi qua rồi, anh Vũ nghĩ rằng là hỗn hợp đã qua quyền với nhau rồi. Dạ. Bây giờ thì anh Vũ xin phép được bắt cái chảo dầu lên. Đây. Nãy giờ thấy đứng tranh thủ mở cho nóng chảo đúng không? Ừ. Tận dụng ghê vậy. Có bao giờ giật vào bếp hay không? Này nói thiệt nha, đừng có dối lòng nha, có sao đó vậy người ơi nha. Ai mà dối anh Vũ làm cái gì, thật ra thì... Có không? Thật ra thì có. Có. Nói chung á, bạn bè nhìn vô thì nói là bây giờ không biết nấu ăn. Nhưng mà thật ra Nhật nấu ăn rất là ngon. Nó ngon hả? Ngon theo cảm nhận của em chứ. Nhà em cũng khen ngon. Vậy thì được rồi. Nhưng cái điều quan trọng là làm rất gọn gàng hay là bài biện ra mà thấy ngon? Nói giọng hơi bày. Thôi cũng được, chắc nhận. Tại chuyện này bỏ qua. Ngon được rồi phải không? Tại vì em nấu là em hay nấu đúng cái quy cách lắm. Nói chung là món này phải có với cái này đủ cái kia. Nói chung là bày tràn gian luôn. Đủ các loại gia vị mới nấu nha. Đúng kiểu mới nấu nha. Tại vì em đứng kế nhiều đầu bếp quá rồi, cho nên bây giờ em nấu cũng học theo. Bày biện lắm. Không sao. Chỉnh chu lắm. Có tài có tật cũng sao. Mà cái tài lớn hơn tật là được rồi. Đừng có bày nhiều mà không nấu gì đúng không? Dạ. Bây giờ thì dầu đã nóng rồi, chúng ta cho hành vào phi nha. Để em. Né nha, đầu bếp tới. Đổ xuống anh. Rồi. Đã, chứng tỏ hành nóng rồi ha. Chúng ta nghe mùi thơm rồi đó. Dạ, trời, những cái tay khèo khèo thấy cũng chuyên nghiệp ghê chứ. Thơm mày anh. Rồi, hành thơm rồi, chúng ta sẽ cho hỗn hợp này vào nha. Để em cha cho, anh đảo nha. Cà pháo đã ướp chao. Nghe mùi thơm của anh Vũ ha. Hấp dẫn lắm đó em. Rồi. Chúng ta trộn đều lên trong vòng 5 phút thì chúng ta tắt bếp. Dạ. Thì cái cà pháo rất là giòn. Dạ. Nhưng nếu chúng ta muốn cho nó mềm và nó thấm gia vị nhiều hơn thì chúng ta để thêm chút xíu nữa, không sao. Trời, em tưởng tượng tới mùa mưa á, xong rồi trong nhà làm cái món này lên nè. Rồi nhiều khi không kịp nấu cơm, cái có chén cơm nguội á. Cái mang ra ăn, trời ơi. Em biết không, cái điều đặc biệt của món này á, nếu chúng ta ăn không hết á, chúng ta có thể bỏ vào trong tủ lạnh. Dạ. Khi nào ăn chúng ta lấy ra chúng ta ăn vẫn được. Dạ. Như thường, rất là tiện lợi anh Vũ. Không biết sao chứ em lúc nào em cũng nghĩ rằng diễn viên thì không có thể nào mà nấu ăn được, tại vì bận quá mà. Bận rộn quá, nhiều khi đi làm về mệt cũng lừa vô bếp. Rồi dần dần cái lục nghề, cái nhiều khi biết nấu cũng thành không biết luôn. Mà hôm nay gặp anh Vũ em mới thấy anh đa tài thiệt á. Em nghĩ là anh suốt ngày ăn ngoài đường, không ngờ cũng biết làm nhiều món nghe chứ. Thực ra thì anh Vũ ăn ngoài đường nhiều. Dạ. Nhưng mà vẫn thích ăn những món do mẹ mình nấu. Nhưng mà anh Vũ đi ăn ở ngoài á, mình chịu khó mình xem người ta làm như thế nào. Dạ. Mình bắt chước, có thể hôm nay mình làm không được thì ngày mai mình làm sẽ được mà thôi. Dạ. Ta nói là có công mài sắt có ngày chai tay mà. Ôi, có công mài sắt có ngày nên kim mà em. Nhưng mà thật ra cái bữa ăn gia đình rất là quan trọng. Ừ. Đối với phụ nữ tụi em á, thì cái bí quyết để mà giữ gia đình là cái bí quyết trong bếp. Đúng rồi, bởi vì người ta mới nói là người phụ nữ giữ người chồng chính là giữ cái bao tử của người chồng đó. Đúng rồi, giữ tử trước tiên đúng không? Đúng nhiều rồi. Khi đi ra ngoài thèm một cái món vợ mình nấu mà thèm quá mà không ai nấu được như vậy hết. Phải về nhà ăn thôi. Bởi vậy người ta mới nói là cơm ngon thì khó kiếm, phở ngon thì đầy đường. Đừng vì một phút tầm thường của phở mà quên đi tầm cỡ của cơm. Ôi, hay quá. Công nhận hôm nay là ngoài cái việc mà học được một món mới, nhờ cuộc học thêm được 3 bài thơ mới nữa. Em có thấy là như đã nói là chín rồi đó em à. Dạ. Như vậy đã chín rồi đó. Chúng ta bắt xuống cho ra dĩa nha. Rồi, em sẽ sẵn sàng để mà trang trí cái phần cà này. Đây, cà pháo. Rồi, đậm đà bữa cơm gia đình thôi. À đây thưa quý vị, qua sự hướng dẫn rất là nhiệt tình, đơn giản và hài hước của nghệ sĩ anh Vũ, chúng ta đã có được một món chay rất là mới, rất là lạ, nghe cái tên cũng vô cùng hấp dẫn, đó chính là món cà pháo chiên chao. Nhưng mà bây giờ mình Nhật sẽ xem là cái món này anh đọc nhiều thơ vậy đó. Toàn là thơ hay không à. Mà món ngon hay không thì em chưa có biết. Bây giờ mình phải thử thôi. Đúng rồi, phải thử, muốn biết ngon không phải thử. Rồi đây. Rất là giòn có đúng không? Nghe tiếng không nhai không? Nghe tiếng nhai. Rột rạch. Miếng cà mềm. Cà mềm cái màu nó sẫm hơn ha. Nhỏ hơn. Chấm một cái chao nữa đi. Nó là lạ. Ừ.
Mỹ Nhật thấy sao? Có đúng như là lời anh Vũ nói hay không? Để xem nói sao ta. Hồi hộp quá. Nói chung là bây giờ khen anh quá thì anh sẽ bay lên. Mà chê thì cũng không được, tại vì chê thì làm sai sự thật. Bởi vì thật sự nó ngon. Nó ngon. Nó lạ. Tại vì chưa ai nghĩ rằng là cà pháo muối lại đi chấm cùng với Chao. Lại đi nấu cùng với Chao. Hôm nay anh Vũ đã cho Mỹ Nhật một cái suy nghĩ mới. Đó là chỉ cần chúng ta thử, chúng ta kết hợp thì không có cái gì là không được cả. Đó, nếu không thử làm sao biết được hai món này hợp với nhau, đúng không? Đúng rồi, và anh Vũ luôn mong muốn rằng quý vị sẽ làm được món này. Và trong cái hành trang mà những món ẩm thực chay của quý vị sẽ luôn có món cà pháo chiên Chao. Chúc cho quý vị thực hiện món này thật là ngon ngay tại nhà của mình, để có thể ăn cùng với gia đình. Thậm chí là không cần những bữa ăn chay, chúng ta vẫn có thể ăn món cà pháo chiên Chao này. Cảm ơn và chào tạm biệt quý vị. Cảm ơn anh Vũ. Xin chào.